vậy thì trở nên đẹp trai hơn nếu như có thể đã động thiếu nữ xinh đẹp nếu lời tâm tình có thể nói dễ nghe hơn xin hãy nói cho cô ấy nghe nhưng hãy nhớ đừng chủ động để cho thiếu nữ xinh đẹp chính mình hô lên tuấn mỹ lời tâm tình nói thật dễ nghe a à, ta nhất định phải có được ngươi ngươi là của ta đây là câu chuyện về một thiếu niên tỉnh ai Quế trở thành một anh chàng đẹp trai ở tokyo tiểu thuyết máu chốt bạn gái của ta là ác liệt đại tiểu thư không đạn cửa sổ. Bạn gái của ta là ác liệt đại tiểu thư TXT toàn tập đao loa. Bạn gái của ta là ác liệt đại tiểu thư. Chương 1 Một mười lăm năm sau bắt đầu trò chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Mười lăm năm sau bắt đầu trò chơi tích tích. Hệ thống kích hoạt, trò chơi bắt đầu người chơi và đối tượng đạt được thân thiện có thể nhận được điểm thưởng e REFERENCES, tên bản tham chiếu, hoàn thành hoạt động tạm thời, có thể mua thêm hàng hóa đặc biệt, khuyến khích người chơi tích cực tham gia bản điều khiển. Kích hoạt thương mại Đã kích hoạt nạp xong, chúc ngài trò chơi vui vẻ, sắp xếp thời gian hợp lý, chú ý bảo vệ bản thân, đề phòng mắc mưu bị lừa, thật lòng thật dạ kết bạn. Tránh xa giao mổ Watanbe triệt hết sức chăm chú nhìn chầm chầm bản đen, trên chữ viết cuồng thảo của giáo viên toán, đột nhiên nhảy ra một tấm bảng màu xanh nhạt gần như trong suốt. Hắn nháy mắt mấy cái, cúi đầu ở trên sổ tay viết. Tập hợp biểu thị phương thức có. Liệt kê phương pháp, miêu tả. Lạch cạch. Lõi bút bị gãy, trên cuốn sổ trắng noãn bị bột chì làm đen một khối nhỏ. Độ biên triệt ấn phần đuôi bút chì, lõi bút lại không đi ra. Hắn lấy từ trong hộp bút ra một cây số không dự phòng. Lõi chì 5mm, nhét nó vào đầu bút như kim xuyên, sau đó bổ sung phương pháp miêu tả trên sổ tay. Trong khoảng thời gian này, tấm bản màu lam nhạc gần như trong suốt vẫn luôn ở trong tầm mắt anh. Cho tới bây giờ thức tỉnh hệ thống. Không cảm thấy quá muộn sao. bê triệt trọng sinh tại một cái xe buýt 2 giờ mới có một chuyến hẹo lánh thôn, đến trên nhà trẻ tuổi, hắn rốt cục buông tha, hệ thống, bị mũi tên bắn tới sau thức tỉnh thế thân, người ngoài hành tinh người tương lai, siêu năng lực giả, các loại ảo tưởng không thực tế. Anh quyết định học hành chăm chỉ. Ở thôn kia tính cả giáo viên tổng cộng chỉ có 5 người, độ biên triệt trải qua cố gắng tự học, tham gia trắc nghiệm lên lớp của trường tư thục Tokyo hiện tại, cũng lấy thành tích thứ ba toàn trường trúng tuyển. Mục tiêu tiếp theo của cuộc đời anh là học viện cao cấp Tokyo. Sau khi tốt nghiệp tham gia trắc nghiệm tuyển dụng công chức, sau đó để người nộp thuế nuôi mình cả đời nhưng hiện tại rõ ràng đã cố gắng thật lâu một đoạn thời gian rõ ràng quy hoạch tốt tương lai rõ ràng đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị hệ thống tới rồi muốn tới thì sớm làm không tới thì dứt khoát đừng tới a không lên không xuống chuyện gì xảy ra triệt độ biên nghiêm túc học xong môn toán cũng may tấm bản này sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt bằng không cậu thật sự sẽ tức giận hắn lần trước tức giận vẫn là ở ngày hôm qua bị ban đạo diễn thông báo nơi này trường học học sinh phải gia nhập xã đoàn, tuyệt không cho phép sớm rời trường thời điểm. Sớm biết vậy đi quan minh tư thuộc sát vách là được rồi. Nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ siêu đáng yêu không nói, học sinh cũng có thể gia nhập quy gia bộ, độ biên triệt càng nghĩ càng buồn bực. Bởi vậy có thể tổng kết. Đời người mặc kệ làm lại mấy lần, đều sẽ có tiếc nuối. Những người tuyên dương làm lại một lần nữa, là có thể làm cho cuộc đời không lưu lại bất kỳ tiếc núi nào, độ biên triệt có thể không chút khách khí nói. Tất cả đều là kẻ lừa đảo, hoặc là kẻ ngốc trí nhớ không tốt. Tiết toán là tiết cuối cùng của buổi sáng, giáo viên vừa tuyên bố tan học, phòng học còn duy trì bầu không khí yên tĩnh trong giờ học, quốc tỉnh tu cao giọng hô. Watanbe Saito Đi, đi ăn cơm. Giáo viên toán đang chuẩn bị rời khỏi phòng học. Thông qua kính lão bất mãn nhìn quốc tỉnh tu một cái. Cậu có thể nhỏ giọng một chút được không? Keisuke Saito cười mắng một câu, sau đó nói. Hôm nay ăn cái gì? Mì sợi. Được, liền quyết định ăn bánh mì. Saito, ngươi tìm đánh đi, o oh la 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 la. Một đại mộc đại mộc đại mộc đại mộc. Đáng giận, cư nhiên toàn bộ tiếp được. Xem ta ác quỷ cuốn thân còn xa mới đủ đâu, tu. ăn điện ngục chung cất thủ đau của ta. huệ giới ngươi như thế nào còn động thủ đâu rồi, nói không chừng thực thể công kích đấy. triệt độ biên khép sách giáo khoa lại, đứng lên, trong ánh mắt nhìn người lạ của các bạn cùng lớp khác, cùng bọn họ ra khỏi phòng học. hai người này là độ biên triệt ở trường tư thuộc kết giao bằng hữu, bình thường cùng nhau ăn cơm, thảo luận hoạt hình, truyện tranh, tiểu thuyết nhẹ, mỹ nữ các loại ở Watanbe triệt không làm việc vào thứ bảy chủ nhật, cũng sẽ hẹn ra ngoài chơi. Đến căng tin, ba người cuối cùng gọi 400 yên thịt nướng định thực. Thịt nướng, nấm hương nướng, salad, cơm còn có canh tăng vị. Quốc tỉnh tu há to miệng bào cơm, nói năng không rõ. Hôm nay tan học đi chơi trò chơi điện tử sao? Tôi có thể. Sai tô huệ giới gật đầu, đúng rồi, qua tan thứ tư cậu tan học có phải đi làm thêm không? vốn là như vậy. Triệt độ biên ăn một miếng thịt nướng, cảm giác mùi vị bình thường. Vốn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Saito Keisuke hỏi. Cuối cùng cũng tới rồi sao, ngày hôm nay? Quốc tỉnh Tu kêu rên, Watanbe sắp trở thành người đàn ông đầu tiên trong ba chúng ta rồi. Saito Keisuke tò mò quay đầu, nhìn Watanbe triệt. Là như vậy sao? Đối phương là ai? Lớp nào? Bộ dạng thế nào? Không có chuyện đó. Tiểu Tuyền ra lệnh cho tôi, hôm nay phải gia nhập xã đoàn. Chuyện này a, à, cắt, không thú vị. Quốc Tỉnh tu tiếp tục bào cơm, chờ cơm xong, cậu mới bắt đầu ăn thịt nướng và salad. Gã này là thật. Keisuke Saito nói. Có muốn đến phòng nghiên cứu máy tính không? Mặc dù không có cô gái dễ thương, nhưng có rất nhiều trò chơi miễn phí để chơi đến bộ phận bóng chày đi Watanbe để ta dẫn dắt ngươi dết vào giáp tử viên trở thành ngôi sao của ngày mai Watanbe triệt thẳng nhiên nói không phải cậu còn đưa nước đưa khăn cho tiền bối sao bộ trưởng len lén nói với tôi cuối tuần sẽ cho tôi tham gia huấn luyện vậy sao Watanbe triệt cảm thấy salad cũng tạm được rau quả cũng đủ tươi này tôi là nghiêm túc bộ trưởng thật sự nói với tôi như vậy được rồi được rồi ầm ý muốn chết trai đằng huệ giới vừa nói vừa bưng bát lên uống một ngụm canh ăn xong cơm trưa có một giờ nghỉ trưa trước kia ba người hội tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm nhưng hôm nay tan bê triệt quyết định trước đi xã đoàn nhìn xem chúng ta đi với cậu nhé Keisuke saito nói không cần triệt tan bê khoác tay các cậu về phòng học trước đi tốt lắm sau khi tách khỏi hai người trên đường đến tòa nhà xã đoàn, triệt độ biên bớt chút thời gian nghiên cứu hệ thống. Chữ bản điều khiển và trung tâm thương mại được đánh dấu. Hắn thử dùng ý niệm mở bản điều khiển, rất thuận lợi mở ra. Nhân vật Triệt qua tan bê, thông minh 7. Sự quyến rũ 8. Thể lực 3. Vật phẩm không Kỹ năng không Điểm tích lũy 100. Số tiền 154.600.500, trung bình là 5 điểm. Vừa nhìn như vậy, đầu óc thông minh chính xác, bộ dạng rất đẹp trai không sai, chạy cự ly dài bị nữ sinh bao vây một vòng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về phương diện kỹ năng, độ biên triệt cho tới bây giờ, đích xác không phát hiện mình có sở trường đặc biệt gì. Hắn lại mở thương thành. Vật phẩm. Máy giò, giá gốc. Một nghìn, giá đặc biệt một trăm tiền một trăm một điểm trí lực một điểm một một trăm nghìn điểm tích lũy mị lực một điểm một một vạn điểm tích lũy thể lực một điểm một năm nghìn điểm tích lũy kỹ năng nhập môn sáng tác một trăm nắm vững tu đồ một nghìn tinh thông nấu ăn mười nghìn đại sư câu cá một trăm nghìn điểm tích lũy chỉ có một trăm thấy thế nào cũng giống như là dùng để mua máy dò không biết dùng để làm gì watanbe lại tìm suốt một phút cuối cùng cũng tìm được nút menu trong suốt đến gần như không thấy rõ bộ sách này rõ ràng là có quy tắc của người chơi phụ lục một cái chết của người chơi không liên quan gì đến trò chơi này không có nghĩa vụ hồi sinh khuyết tật có thể sửa chữa xin hãy tự khám phá triệt độ biên nhìn điều khoản này rơi vào suy nghĩ sâu xa Hai, trước mỗi đối tượng hướng dẫn nên sử dụng máy dò trước để xem liệu nó có thuộc về đối tượng hướng dẫn hay không, máy dò có thể được mua tại môn 3. Thêm tùy chọn mua hàng mới mỗi tháng, 4. Tiền không có giới hạn trao đổi và có thể được sử dụng trong thực tế với sự tự tin, 5. Trí lực, mỹ lực, thể lực sau 10 điểm đổi điểm tích lũy tăng gấp đôi, 6. Kỹ năng được làm mới ngẫu nhiên vào cuối tháng, 7. Mỗi lần First skill entry level 1, level 1, master level 1, master level 1, master level 1, giá cả không thay đổi, 8. Nhập môn kỹ năng tương ứng với trình độ tốt nghiệp của sinh viên đại học nói chung, nắm vững cấp độ nhân viên ngành công nghiệp tương ứng, tinh thông ngành công nghiệp tương ứng tinh Anh, bậc thầy tương ứng với trình độ giới hạn của con người, 9. Khi đổi trí thông minh, người chơi cần chọn kiến thức hoặc kỹ năng cụ thể cần phải giỏi, ví dụ như sau khi chọn hội họa người chơi sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế về hội họa, có khả năng vượt qua cấp bậc đại sư, 997. Người chơi có nghĩa vụ giữ bí mật cho trò chơi này, 998. Xuất phát từ tinh thần nhân quyền cơ bản, người chơi có thể tự do lựa chọn có tấn công hay không, 999. Sau khi công lược thành công, tất cả hậu quả do người chơi tự gánh vác, 1000. Tất cả quyền giải thích thuộc về trò chơi này. Mật mật ma ma thập đại trang vì đem cái này xem xong, bề ngốc đứng ở hành lang giữa tòa nhà dạy học cùng tòa nhà xã đoàn hơn 10 phút. Sau khi chăm chú xem xong, Watanabe triệt xem như hiểu đại khái trò chơi này. Đối tượng công lược để cho đối phương thật lòng thật dạ đáp ứng cùng hắn làm bằng hữu, lúc này hắn có thể đạt được điểm tích lũy trò chơi. Mà điểm tích lũy trò chơi cơ hội có thể làm được hết thảy muốn làm, đương nhiên điều này cần một chút vận khí xem kỹ năng đánh ra có đủ lợi hại hay không, có phải mình muốn hay không. Đây là ép người chơi đi làm cặn bã nam A. Độ biên triệt đối với trò chơi này không biết nói cái gì cho phải, nhưng ông dù sao cũng không có trừng phạt, thử một chút cũng không sao tâm lý, đổi lấy mấy giò. Mấy giò. Có thể xem thông tin, ba, ba lần, vừa lúc có một nữ sinh đi qua trước mặt độ biên triệt, hắn click vào sử dụng. Hết chương này. Chương 2 hai nhân loại quan sát bộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Bộ phận quan sát con người, nhân vật. Tiểu lâm bộ, sự quyến rũ. Năm Pass không hổ là trò chơi hiện thực, tương đối coi trọng nhan sắc. Triệt độ biên thu hồi bản điều khiển, đi tới trước tủ kính dưới tòa nhà câu lạc bộ. Ngày 25 tháng 4, thứ sáu bộ thổi tấu sẽ biểu diễn ở lễ đường, hoan nghênh các vị lão sư cùng đồng học trình diện bộ phận nhiếp ảnh đang thiếu người mẫu, chụp ảnh miễn phí. Có thể trực tiếp đưa đến bộ văn nghệ, hoặc là gửi bản thảo qua hòm thư. Hoa tàn bề bỏ qua tờ rơi quảng cáo của những hoạt động này, tìm kiếm những câu lạc bộ nào còn đang tuyển người. Phát huy thanh xuân, cương kiện thể lực, điền kinh bộ hoan nghênh ngài gia nhập. Bộ phận bóng đá đang chờ ngài. Lặng lẽ nói cho các ngài biết. Có nữ quản lý đáng yêu nha. Thổi bộ thiếu hai gã thổi kèn, nam sinh ưu tiên, không nhạc cụ kinh nghiệm yêu cầu bản xã đoàn mục tiêu Tokyo đại tái, không lý tưởng xin đừng lãng phí thời gian. Từ tin tức trong tủ kính này mà xem, bộ phận thổi kèn trăm phần trăm là một câu lạc bộ dốc lòng nhiệt huyết. 4 giờ sáng ở Tokyo, luyện tập một mình dưới ánh mặt trời lặng, trên sân thi đấu hoặc vui sướng hoặc tiếc nuối hoặc hối hận. Triệt qua tan bê đã nhìn thấy tương lai của bọn họ. Nghe qua, tự hồ đây mới là bộ dáng thanh xuân nên có. Đáng tiếc độ biên triệt tuy rằng sinh ra ở nông thôn, khí lực lại hoàn toàn không được, cho dù có thể chịu đựng được sự cồng kềnh của nhạc cụ, nhưng có thể thổi một ca khúc hoàn chỉnh hay không? Không, có thể thổi ra tiếng hay không đều là vấn đề. Hắn sẽ không đi cản trở. Nhân loại quan sát bộ, tuyển người. Nội dung hoạt động. Quan sát con người, thời gian hoạt động. Từng giờ từng phút, xã viên yêu cầu. Yên tĩnh, không nhiệt tình giao tiếp có thói quen về sớm ưu tiên tuy rằng chưa từng xem qua sổ tay sinh viên không rõ ràng lắm quy định liên quan đến sáng lập xã đoàn nhưng triệt độ biên giám cam đoan bộ phận quan sát nhân loại này tuyệt đối không phù hợp với tinh thần gì có phải là cùng hội tốt hay không hội đồng tốt là chỉ tổ chức dân gian mặc dù có phòng học hoạt động nhưng không đạt được yêu cầu sáng lập xã đoàn không có hội sinh viên cấp vốn dựa vào tình yêu phát điện tóm lại đi xem trước đi vẫn dựa vào tưởng tượng của mình làm không được bất cứ chuyện gì. Triệt qua tan bê quay người liếc mắt nhìn, nhớ kỹ địa chỉ tầng trệt của bộ phận quan sát nhân loại. Thời gian giữa trưa, xã đoàn trong cao ốc người rất ít, bất quá đi qua lậu ba lúc, ở cầu thang đầu nghe được một gian phòng học truyền đến tiếng cãi nhau. Xã đoàn cao ốc lầu năm, gốc nhất vị trí, chính là nhân loại bộ quan sát hoạt động phòng học. Qua tan bê triệt gõ cửa ba cái, bên trong có người nói mời vào, Hắn mới đẩy cửa đi vào. Phòng học rất rộng rãi, nhưng không gian để lại cho người ta hoạt động thập phần chật hẹp. Bốn phía chất đầy rương, bàn ghế dự phòng, tủ bát, thậm chí còn có quả địa cầu bị rất màu. Không gian còn lại đặt một chiếc bàn dài, để tiết kiệm không gian, một đầu bàn dài dán sát vào tường. Một vị thiếu nữ ngồi ở bàn dài gần cửa sổ nhất vị trí, vùi đầu viết cái gì, ở bên tay nàng còn có ăn xong sữa sang lại tốt hộp cơm hộp bộ phận quan sát nhân loại triệt độ biên hỏi vâng thiếu nữ tiếp tục cúi đầu viết đồng hảo hội xã đoàn chính thức xã đoàn có thể về sớm có thể bây giờ có thể gia nhập đối phương ngẩng đầu lúc này vẫn nói chuyện với nhau hai người cuối cùng thấy rõ đối phương diện mạo thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng bên ngoài mặc áo len màu vàng nhạt mùa xuân nờ bướm cổ áo không lỏng lẻo như những nữ sinh khác, thắt vô cùng tinh tế. Khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa anh đào bị gió thổi vào bên cửa sổ lụa trắng, mái tóc dài quá vai đen tỏa sáng, khiến oa triệt nhớ tới số không bị đứt trong giờ toán. Lõi bút 5mm Eo tinh tế, ngực hơi nhỏ Gần như theo bản năng, triệt oa tan đã sử dụng máy dò nhân vật. Thanh giả lẫm thông minh 8. Sự quyến rũ 9. Thể lực 3. Tình báo Đang quan sát đủ loại nhân loại, nhưng bản thân đối với chuyện này không phải rất có hứng thú, chỉ là không có chuyện thích làm. Ghét người nói dối, ghét người nói nhiều. Có thể công lực trong lòng độ biên triệt có chút kinh ngạc. Sức hấp dẫn của anh tuy rằng chỉ có 8 giờ, trên tivi không tính, trong cuộc sống hiện thực còn chưa gặp được người đàn ông nào đẹp trai hơn anh. Cùng vòng luẩn quẩn nhỏ bé của anh cũng có liên quan vị nữ sinh tên thanh giả lẫm này lại có mỹ mạo gần như bản thân nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Ở trường học này, nam sinh dám nhìn chầm chầm tôi như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Thanh giả lẫm khóe miệng khẽ nhếch lên, không có chút ý cười, chỉ có khinh miệt và đùa cợt. Cho dù như vậy, đôi môi nhỏ màu anh đào của nàng cũng làm cho tâm tình người ta thoải mái. Thật xin lỗi. Độ biên triệt ánh mắt xuyên qua bản điều khiển nhìn thẳng đối phương ông tâm tình cầu xin người khác, vậy thì nói vài lời tốt, cậu tiếp tục nói. Bạn học thanh giả đẹp trai như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp, không cẩn thận nhìn đến mê mẩn. Nghe xong lời này, thanh giả lẫm lại đặt tay lên cầm, bắt đầu trầm tư. Triệt độ biên đem cái cớ, em xinh đẹp như vậy, từ chỗ bạn bè nghe nói qua tên của em, đặt ở bên miệng, sau đó nghĩ nếu nhanh như vậy đem chuyện xã đoàn giải quyết, đợi lát nữa nên đi thư viện ngủ một giấc, hay là trực tiếp đi tìm tiểu tuyền. Báo cáo chuyện mình đã gia nhập xã đoàn. Em thích đàn ông? Ngươi nói cái gì? Triệt độ biên kịp thời đổi giọng, kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt. Gặp phải hữu nữ. Cái gọi là bộ phận quan sát nhân loại, kỳ thật là phân tích nam sinh toàn trường, trong lòng đem bọn họ ghép đôi, sau đó một bên quan sát bọn họ, một bên đạt được tâm lý thỏa mãn. Thanh giả lẫm liệt không để ý tới vẻ mặt của Độ Biên Triệt, giọng nói tăng thêm trả lời tôi. Không thích. Triệt độ biên nói. Thiếu nữ lại lâm vào trầm tư, lần này thời gian so với vừa rồi dài hơn rất nhiều, tuy rằng kế tiếp cũng không có việc gì, nhưng qua tan bê triệt không có ý định lãng phí thời gian chờ đợi. Anh mở miệng nói. Nếu xác định có thể về sớm, tôi muốn gia nhập câu lạc bộ ngay bây giờ. Về phần bộ phận quan sát nhân loại rốt cuộc có phải là trại tập trung hữu nữ hay không, muốn ghép đôi ai với ai, không liên quan gì đến hắn dù sao cũng phải về sớm vào xã chỉ là trên danh nghĩa có thể thanh giả lẩm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục như thường gật đầu người đàn ông này tuy thích nói dối nhưng có giá trị bị quan sát tạm thời cho phép cô gia nhập đây là đơn xin gia nhập đoàn tôi thật sự không thích đàn ông duy chỉ có điểm này Hoa tan bê triệt hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ thanh giả lẫm lại mất hứng thú với oa tan bê triệt, cầm bút bắt đầu viết lại. Về sớm cũng được, nhưng hoạt động xã đoàn nhất định phải tham gia, còn nữa, mỗi thứ sáu đến xã đoàn một chuyến, yên tâm, sẽ không chiếm dụng thời gian quá lâu. Hoạt động xã đoàn Trước mắt là gửi bản thảo cho bộ phận văn nghệ, thời gian là thứ sáu trước khi tan học. Điều đó có liên quan gì đến quan sát của con người? Hơn nữa, tôi cũng không giỏi viết văn thanh giả cũng không ngẩng đầu, lạnh như băng nói một câu. Văn chương không am hiểu, liền viết đơn xin rời khỏi xã. Tôi còn chưa vào câu lạc bộ. Triệt độ biên nhìn tờ đơn xin vào câu lạc bộ trống rỗng trong tay. Quên đi, cũng không nói gửi bản thảo nhất định phải được tiếp thu, tùy tiện bớt chút thời gian viết là được, so với gia nhập câu lạc bộ khác lãng phí 2 giờ quý giá thì tốt hơn nhiều. Triệt độ biên điền xong đơn xin, ngẩng đầu nhìn thấy thanh giả lẫm còn nghiêm túc viết, liền để nó lại trên bàn học, rời khỏi phòng học hoạt động này. Anh ta đi thẳng đến thư viện mà không ngủ. Xin hỏi nơi này có tạp chí xã hội năm ngoái của Hội Văn Nghệ không? Triệt độ biên thấp giọng hỏi ủy viên thư viện đang luân phiên làm việc hôm nay. Chờ một chút, ta giúp ngươi điều tra. Cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, ủy viên thư viện dời mắt khỏi máy tính. Khu dê, từ dưới cùng của hàng kệ thứ hai bên trái. Đỗ Biên Triệt lại nói lời cảm ơn. Tạp chí xã hội không ít, thoạt nhìn có truyền thống lịch sử mỗi năm ra một quyển, đại khái. Đỗ Biên Triệt tùy ý lật xem, tìm được một bài viết viết về tiền bối quan sát tân sinh viên, sau đó làm rõ kết cấu tổng thể của nó, sau đó viết một bài về tân sinh viên quan sát cựu sinh viên. Như vậy nộp lên khẳng định không được, anh chỉ quét mắt nhìn thông báo trưng cầu bản thảo của xã văn nghệ, yêu cầu số chữ không ít phải bổ sung một chút từ ngữ hoa lệ thâm ảo trong hành văn, viết lên hai câu thơ mặc sức tưởng tượng tương lai, hoài niệm quá khứ. Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, độ biên triệt dần dần buồn ngủ. Quay đầu lại nhìn đồng hồ cổ trên vách tường thư viện, cách bài học đầu tiên buổi chiều còn có nửa giờ, anh đẩy tạp chí xã hội sang một bên, nằm sắp trên bàn ngủ trưa. Về phần bản thảo có được tiếp thu hay không, có thể đăng trên tạp chí xã hội hay không, anh không ôm hy vọng cũng không quan tâm chuyện này. Gió xuân ấm áp hạ tuần tháng tư, thỉnh thoảng sẽ dùng chân trang xả luận không có áp lực xẹt qua hai má độ biên triệt, mỗi khi như vậy, hắn đều sẽ đổi tư thế ngủ thoải mái hơn. Hết chương này. Chương 3 Ba suối nhỏ cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Chương 3 Tiểu tuyền cái gì? Tiết thứ nhất buổi chiều chính là tiết tiếng Anh của đại lý giám sát tiểu tuyền cô đang nói tiếng Anh khô khan. Đây là cách sử dụng insight. Tiếng Anh kiếp trước của triệt độ biên coi như không có trở ngại, cho nên đồng thời nhìn bản đen, trong đầu cấu tứ bài viết gửi bản thảo. Mỗi khi cần ghi chép, anh liền viết hai hàng lên tờ giấy trắng dưới sách tiếng Anh. Đợi đến khi tan học, thiếu chút nữa viết được một nửa. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi về phía Izumi, nơi được bao quanh bởi nhiều nữ sinh. Anh im lặng chờ đợi một lúc, và Izumi cuối cùng đã trả lời tất cả các câu hỏi, sau đó gọi Watanbe và đi ra ngoài cửa. Triệt Watanbe đi theo sau cô, hai người đi đến văn phòng giáo viên. Tiểu tuyền trẻ tuổi xinh đẹp, làm người lại có kiên nhẫn thập phần được hoan nghênh, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có học sinh cùng nàng chào hỏi, nàng cũng thân thiết từng cái đáp lại. Đến văn phòng, tiểu tuyền ngồi ở trước bàn làm việc chất đầy sách, nghiêng người, nói với Watanbe Triệt. Là chuyện của xã đoàn phải không? ừ so với ngày hôm qua qua tan bê triệt phát hiện trên bàn làm việc của cô có thêm mấy chậu thịt nho nhỏ có lẽ chú ý tới tầm mắt của hắn tiểu tuyền thanh nại cũng liếc mắt nhìn mình buổi sáng tiện đường mua nhiều thịt một cái tìm được rồi cô hỏi ừ gọi bộ phận quan sát nhân loại cái kia a à, ngươi biết nàng chuẩn bị làm gì không tiểu tuyền thanh nại lộ ra cười khổ tự hồ độ biên triệt làm một chuyện ngu xuẩn không biết cũng không hỏi tình huống hoạt động xã đoàn không rõ tuy rằng hiếm thấy nhưng dù sao đoàn thể không rõ ý nghĩa rất nhiều hơn nữa có thể về sớm qua tan bê triệt không để ý nhiều người sẽ không phải là thấy rõ giả đồng học lớn lên xinh đẹp liền trực tiếp gia nhập đi đối mặt với ánh mắt sắc lang của nữ giáo viên triệt độ biên gật đầu trả lời đúng là rất đẹp tôi nói này quên đi đổi xã đoàn khác đi bộ phận quan sát nhân loại không cần thiết phải gia nhập. Tại sao? Chẳng lẽ nó không phải là xã đoàn? Tiểu tuyền thanh nại cười rộ lên, thanh giả lẫm giống như cậu, ngay từ đầu cự tuyệt gia nhập bất kỳ xã đoàn nào, cho nên đặc biệt cho phép cô ấy sáng lập xã đoàn mình cảm thấy hứng thú. senxi cho phép em thành lập phòng học tập tại nhà và em sẽ mang sách bài tập cho thầy xem. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản tư thuộc không có dân chủ sao? thanh giả lẫm nhập học thành tích toàn tư thuộc đệ nhất, ta qua tan bê đồng học, ngươi đâu? Thứ ba cũng không tệ chứ. Đúng vậy. Tiểu tuyền thanh nại đồng ý gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn độ biên triệt. Nhưng cha cô ấy là chủ tịch xí nghiệp lớn tài trợ cho trường tư thuộc. Ta sinh ra thôn nhỏ, là quần thể yếu thế, không phải càng được chiếu cố sao, không có miễn trừ ta học phí coi như xong, sáng lập xã đoàn chuyện này, như thế nào cũng muốn đặc thù ưu đãi đi ha 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 cậu học sinh này rất thú vị a à, thầy giáo tiếng anh lớp bên cạnh tiểu tuyền thanh nại không hề rụt trè cười to chen vào tiểu tuyền thanh nại nhìn đồng nghiệp kim bạn thân của mình một cái sau đó đối với tan b triệt lộ ra nụ cười hiền lành lại vô tình cậu cũng không nhỏ nên hiểu mặt tối của xã hội rồi được rồi bất quá ta vẫn kiên trì gia nhập bộ phận quan sát nhân loại ta đối với bản thân nhân loại cảm thấy rất hứng thú tên đầy đủ của tôi là gì tiểu tuyền thanh nại hơi ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt qua tan bê triệt. Qua tan bê triệt lùi lại hai bước. Thầy, gần quá. Ngươi xem, tiểu tuyền thanh nại ngồi thẳng người, ngay cả chính mình giám sát tên đầy đủ cũng không biết người, cũng đừng nói đối với nhân loại cảm thấy hứng thú. Lúc này, giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh thò nửa người trên tới, lấy tư thế tựa vào trong lòng tiểu tuyền thanh nại, lại chen vào đề tài. Bạn học, tôi có thể nói cho bạn biết cô ấy tên gì, nếu bạn gọi tôi một tiếng chị, hoàng tử, tiểu tuyền thanh nại tức giận nâng thân thể nàng lên. được rồi, được rồi, không quấy rầy thầy trò trò tâm sự. đằng một hoàng tử cầm lấy sách giáo khoa đứng lên. em đi học đây. tiểu tuyền thanh nại nâng cổ tay trắng nõn lên, nhìn đồng hồ mới chú ý tới sắp đến giờ học. cô ấy nói với triệt qua tan bê. nếu cậu muốn tham gia thì cứ làm nhưng hoạt động xã đoàn phải tham gia thật tốt, tớ sẽ đi hỏi bạn học Kiyono. Hiểu rồi. Đi học đi. Nói là đi học, nhưng Watanbe triệt không trở về, mà đi đến phòng học nấu ăn. Thứ tư, buổi chiều, lớp học cuối cùng là lớp dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần một lần, nấu ăn hoặc may quần áo. Trong phòng học đã đứng đầy người, học sinh lớp 1 và lớp 4 khép lại. Triệt độ biên và quốc tỉnh tu một tổ, ngoài ra còn có hai nữ sinh cùng lớp bọn họ phụ trách trợ thủ, chủ yếu là nữ sinh làm việc. Triệt qua tan bê được giao nhiệm vụ gọt khoai tây. Bạn Kuni có bạn gái chưa? Cô gái tên Naomi Yamaguchi hỏi. Tôi. Quốc tỉnh tu biểu hiện có chút thụ sủng nhược kinh. Tóc anh rất ngắn, tướng mạo bình thường, hơn nữa tính cách vẫn âm ỉ âm ỉ, còn chưa từng bị nữ sinh hỏi qua loại vấn đề này. Ư ừ, ư ừ, Naomi Yamaguchi đáng yêu gật đầu. Còn, còn chưa? Lúc này quốc tỉnh tu đã không còn tùy tiện như lúc ở trong đám nam sinh, biểu hiện thập phần ngượng ngùng. Như vậy à, không có ý định tìm bạn gái sao? À, hẳn là, hẳn là có chứ. Hi hi, bạn quốc tỉnh thật thú vị nha. Phải, phải không? Hắc hắc. Naomi Yamaguchi lại quay đầu nói với Watanbe triệt đang gọt khoai tây. Bạn Watanbe đâu, có bạn gái chưa? không có. Thật sao? Vậy có dự định tìm bạn gái không? Vấn đề này, trước tiết toán hôm nay, qua Tan Bê Triệt sẽ kiên định trả lời không có, nhưng hiện tại hắn có chút do dự. Cũng không nhất định phải tìm, nhưng gặp được người mình thích, vẫn muốn đối phương làm bạn gái mình. Anh trả lời như vậy. Một nữ sinh khác đeo kính, vẫn luôn trầm mặt hỏi. Vậy bạn qua Tan Bê có gặp được người mình thích không? Tạm thời không có. Watanbe cắt miếng khoai tây đã gọt xong, sau đó rửa sạch một chút, đặt lên thớt. Cảm ơn. Iyamaguchi lịch sự nói cảm ơn. Lúc này có tiếng chậu inox rơi trên mặt đất truyền đến, âm thanh này phi thường chói tai, toàn bộ phòng ăn đều an tĩnh lại. Này, chú ý cho tôi một chút. Lúc tổ đội, không phải các cậu nói sẽ nấu ăn sao? Thật có lỗi, bạn học Ngọc Tảo, là tôi không cẩn thận. Đừng nói nhảm nữa, mau nhặt lên. Dạ dạ dạ. Vài giây sau, phòng học nấu ăn trở lại ồn ào náo động, dao phay chặt thớt, sẻn va chạm với nồi, tranh chấp quan điểm nấu ăn giữa học sinh là ngọc tảo lớp một đẹp quá. Sơn khẩu trực mỹ ngữ khí quái dị thấp giọng nói một câu. Quốc tỉnh tu tò mò hỏi. Bạn Sơn khẩu, tôi nghe nói bạn ngọc tảo không được hoan nghênh trong giới nữ sinh. Lớp một có bạn học của em, nghe cô ấy nói, Ngọc Tảo thật đẹp hình như thường xuyên lấy tiền từ chỗ nam sinh. Người trả lời là cô gái đeo kính kia. Lấy tiền từ chỗ nam sinh. Quốc tỉnh tu trừng to mắt, lấy thế nào? Còn có thể lấy như thế nào? Sơn khẩu thẳng thắn trả lời điểm đến mới thôi, lưu lại vô cùng khả năng. Quốc tỉnh tu hít sâu một hơi, cảm giác phi thường khó tin, hắn tiến đến bên cạnh độ biên triệt, kích động nói. Bích trì trong hiện thực, lần đầu tiên gặp, lại là thật, không phải trong truyện tranh, cũng không phải hoạt hình. Độ biên triệt cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tự như lúc học đại học đời trước, anh đột nhiên nghe nói một nữ sinh cùng lớp, một mực làm tiểu tam cho nhân sĩ xã hội. Mặc dù biết có loại chuyện này tồn tại, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, nhưng khi thật sự phát sinh ở bên cạnh mình, vẫn sẽ tự đáy lòng phát ra cảm thán. Thế giới này thật sự là kỳ diệu. Watanbe triệt nhìn ngọc táo thật đẹp đồng phục kiểu tay mặc trên người cô, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác thời thượng, là một nữ sinh vô cùng đáng yêu. Đợi đã. Đang lúc hắn chuẩn bị cúi đầu giúp quốc tỉnh tu xử lý cà rốt lúc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Chỉ còn lại một lần cuối cùng, mấy giò nhắm ngay còn đang giáo huấn cùng tổ nam sinh Ngọc Tảo thật đẹp. Nhân vật. Ngọc Tảo thật đẹp, thông minh. Năm, sự quyến rũ. 8. Thể lực 6 văn, lầm lẫn, giả dối. Có thể công lực thưởng thức xong cà ri khoai tây có hương vị bình thường, tiết học gia đình cũng tuyên bố kết thúc. Triệt độ biên cùng quốc tỉnh tu, trai đằng huệ giới ba người kết bạn trở về phòng học. Sai tô, vừa rồi sơn khẩu đồng học hỏi ta có hay không bạn gái, còn hỏi thăm ta có hay không tìm bạn gái dự định. Thật hay giả? Đương nhiên, không tin ngươi hỏi qua tan bê. Ừ, triệt độ biên gật đầu. Xem ra tiểu tử ngươi mùa xuân muốn tới nha. Saito huệ giới đấm quốc tỉnh tu một quyền, nói được ai tìm được bạn gái trước, người đó liền mời những người khác ăn cơm. Không thành vấn đề. Quốc tỉnh tu chẳng những không thèm để ý bị đấm một quyền, còn vui vẻ đáp ứng yêu cầu. Saito Keisuke vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Watanbe cũng ở đây, Yamaguchi lại nhìn trúng cậu. Quốc tỉnh tràn ngập khí khái nam tính, có nữ sinh thích cũng rất bình thường. Triệt Độ Biên nói Không sai, không sai Quốc tỉnh tu ra sức gật đầu Tuy rằng sơn khẩu trực Mỹ không thích quốc tỉnh tu Nhưng Độ Biên Triệt nói ngược lại là sự thật Độ Biên Triệt tuy rằng đẹp trai Nhưng chỉnh thể hơi gầy Tiết thể dục xấu mặt là chuyện thường Mà quốc tỉnh tu bất kể là bóng rổ, bóng đá Hay là chạy đường dài Đều phi thường am hiểu Hơn nữa còn là thành viên của bộ phận bóng chạy đứng đầu xã đoàn Lúc mặc quần áo thể thao dáng người nhìn cũng không tệ, có nữ sinh thích hắn cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Ba người trong lúc đùa dẫn trở lại ban bốn. Lúc đi ngang qua lớp một, độ biên triệt chú ý tới Ngọc Tảo thật đẹp đang ở phía sau phòng học, vừa sửa sang lại cặp sách, vừa nói đùa với mấy nữ sinh. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu tuyền tên đầy đủ là gì? Hai người vốn đang tính toán làm sao hỏi sơn khẩu trực Mỹ muốn liên lạc phương thức, đồng thời an tĩnh lại, dùng cái này ngươi cũng có thể không biết biểu tình trừng mắt nhìn hắn. Hết chương này. Chương 4 4 làm công cùng kế hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Chương 4 Làm việc và kế hoạch thời gian tan học trường tư thục thần xuyên là 3 giờ 15 phút, triệt độ biên chạy tới trạm Tây Tân Túc lúc 3 giờ rưỡi. Anh ấy làm công ở siêu thị gần cửa ra vào. Watanbe.kun Đến rồi, cô nhân viên thu ngân trẻ Murai Chihiro vừa đến cửa hàng, vừa cười vừa chào hỏi anh. Chào buổi chiều chị Thiên Xuân. Triệt độ biên đi vào phòng nhân viên, bỏ cặp sách vào ngăn tủ, thay đồng phục, mặc tạp về vào, đi tới khu thức ăn chính. Hòa bê quân, ta đi trước. Kính tử phụ trách dẫn hắn nhìn thấy hắn, vội vã buông công việc trong tay xuống. Được. Kính tử hơn 20 tuổi, sau khi kết hôn vẫn làm bà nội trợ chờ con gái đi nhà trẻ, ở nhà nhàm chán, liền lại đi làm. Mỗi ngày vừa đến giờ, liền vội vã đi đón con gái. Khu vực nấu chính chỉ còn lại một mình qua tan bê. Hắn nhìn tình huống quan đông nấu trước, chỉ còn lại có mấy miếng đậu hũ dầu không trọn vẹn bay ở phía trên. Anh khéo léo lấy những miếng củ cải trắng đã được xử lý tốt, cuộn cung bu, túi bánh gạo, khoai sọ và các nguyên liệu khác từ khu vực tuyết lạnh, bỏ chúng vào máy, đổ đầy nước canh và nấu chúng sau đó là thực phẩm chiên. Bánh thịt heo và thịt gà nướng bán chạy nhất cũng sắp hết rồi, phải nhanh chóng bổ sung hàng mới được. Dầu dùng cả buổi sáng coi như sạch sẽ, bỏ thịt gà xiên vào, nổi lên bọt khí màu vàng, có hơi nóng rất nhỏ nhào vào trên mặt đeo khẩu trang của Qua Tan Bê. Mẹ ơi, con muốn cái này. Sắp ăn tối rồi, không được. À. Muốn muốn muốn. Triệt độ biên không nói một lời, chờ cuộc giằng co giữa đứa bé và người mẹ trẻ trước quầy kết thúc cuối cùng đứa bé vui vẻ nhận lấy thịt gà xiên nướng vừa chiên xong từ trong tay nó ngoan ngoãn bị mẹ còn đang lãi nhải dắt đi cảm ơn đã chiếu cố bên này mới vừa đi bên kia có học sinh mặc đồng phục trường tư thục khác đến mua quan đông nấu một củ cải không hai củ được hắn dùng kẹp gấp vào trong hộp dùng một lần hai miếng củ cải trắng hút đầy nước canh bánh xe tre một cái côn bố cuốn hai cái à trứng gà cũng muốn ăn nhiều như vậy không sợ lát nữa liên hoan ăn không vô sao đồng bạn cười nói yên tâm yên tâm người nọ phất phất tay cho ta thêm một túi bánh mật được triệt độ biên nhất nhất làm theo vậy tôi cũng làm một phần đi một học sinh khác nói hai phút sau Độ biên triệt cũng một tiếng, cảm ơn đã chiếu cố, tiễn nhóm khách này đi, bên kia lại có người đang đánh giá thực phẩm chiên giòn. Khách cần gì? Đều vừa mới nổ xong. Anh đi qua. Vị khách kia nhìn hai mắt, xoay người rời đi. Cứ như vậy bận rộn đến 7 giờ rưỡi, độ biên triệt tạm thời rời khỏi khu thực phẩm chính, dán nhãn giảm giá từng món ăn còn lại. 9 giờ rưỡi siêu thị đóng cửa anh và Thiên Xuân Thôn tỉnh còn có hai nhân viên công tác khác cùng nhau, bổ sung hàng hóa cho kệ hàng. Lúc này thì tương đối tự do. Muốn bổ sung hàng hóa cho kệ nào cũng được, Thôn tỉnh Thiên Xuân đi theo bên cạnh độ biên triệt. Watanbe.kun, sắp phát lương rồi, có muốn đi chơi không? Tiền lương A có thể lấy được bao nhiêu đây? Watanbe.kun, mỗi ngày làm việc 5 giờ, 3 ngày một tuần, một tháng, ừm, đại khái lương 960 đô một giờ, tức là 57.600 đô một giờ. Hơi ít, nhưng tiết kiệm một chút, ăn căng tin trường học, có thể dùng ít tiền quê gửi tới. Đáng tiếc mỗi tuần 15 giờ kim chức thời gian, đã vượt qua trường học cho phép, hiện tại cũng là vùng trộm làm. Tìm một công việc bán thời gian khác, có thể tiết kiệm tiền cũng nói không chừng. Trong lòng độ biên triệt nghĩ vậy, cầm lấy khoai tây chiên trong tay thôn tỉnh Thiên Xuân, đặt nó lên kệ không tới 6 vạn. Quên đi. Thông tỉnh Thiên Xuân buông tha tính toán, cười đề nghị. Phía sau trạm trung giả mới mở một quán karaoke, đi ca hát chúc mừng một chút đi. Gần đây dự định tiết kiệm tiền mua trò chơi mới phát hành. Trò chơi gì mà đắt như vậy? 6 vạn dùng không hết chứ? Triệt độ biên quay đầu cười nói với cô. Tôi không phải chị Thiên Xuân, trong nhà không có tiền, tiền mua game cũng tiết kiệm được thôn tỉnh thiên xuân hơi có vẻ không cam lòng gật đầu được rồi vậy tháng sau thế nào ừ có tiền thì nhất định đi vậy tôi chờ mong một chút Thông tỉnh thiên xuân ngữ khí vui vẻ hẳn lên được bổ sung đồ ăn vặt xong Bê triệt đi về phía khu giấy vệ sinh thông tỉnh thiên xuân đuổi theo phía sau bổ sung tất cả hàng hóa bốn nhân viên chia phần cơm hộp và thực phẩm chiên còn lại tạm biệt nhau trước cửa tiệm trở lại căn hộ thuê cũ, đã hơn 10 giờ. Căn hộ này chuyên cho thuê cho sinh viên tư thục gần đó, sinh viên cao đẳng, lưu học sinh, người nơi khác đến Tokyo theo đuổi giấc mơ. Giá phòng tương đối rẻ, nhưng không gian chật hẹp, vào cửa chính là phòng bếp chỉ có bếp gas, đi vào bên trong ba bước, là một gian phòng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ. Nhà vệ sinh chỉ có thể đặt một cái bồn cầu, cũng may là phòng cách, hơn nữa còn có quạt. Phòng tắm cũng chật hẹp, nhưng có thể tắm, đồng thời còn có thể ngâm mình. Ngoài ra còn có một ban công chỉ có thể phơi quần áo, không thể đứng. Triệt độ biên không có gì bất mãn, dù sao cũng chỉ là một nơi ngủ, lớn nhỏ không quan trọng. Ông cho bento và thức ăn chiên vào lò vi sóng để hâm nóng trong 5 phút. Mặc kệ, mất 10 phút tắm rửa xong, sau đó mới lấy thức ăn đã đun nóng từ trong lò vi sóng ra. Đem DVD hoặc hình quốc tỉnh tu cho cậu mượn bỏ vào TV. Cha mẹ sợ cậu không kết giao được với bạn bè trong thành phố, lo lắng cậu chỉ biết học tập dẫn đến tự bế, mua hàng rẻ, dết thời gian cho cậu. Rót một chén nước sạch, ăn cơm hộp. Sự chú ý của anh không tập trung vào hoạt hình, dùng nó làm âm nền, trong lòng nghĩ đến những chuyện khác. Có tháng tư tiền lương, trên người 15 vạn tiền vốn, không biết có thể hay không làm cho Ngọc Tảo Hảo Mỹ đáp ứng làm bằng hữu của hắn nhưng Qua tan bê không có ý định đặt cuộc sống của mình vào hệ thống thân thiện này một khi để cho trường học biết đừng nói để cho người nộp thuế giao tiền nuôi kế hoạch tương lai của hắn có thể tốt nghiệp tư thục hay không cũng thành vấn đề Húng hồ cha mẹ quê nhà vất vả làm nông hắn cũng không thể không phụ lòng bọn họ cuối cùng hắn không có điểm tích lũy mua dò xét rồi nói cách khác mục tiêu hiện tại của độ biên triệt chỉ có hai người thanh giả lẫm và ngọc tảo thật đẹp Kyo ono nghiêm nghị chỉ số thông minh 8 điểm, mị lực 9 điểm, tính cách lãnh đạm, máy dò cũng không cho cái gì hữu dụng tình báo. Triệt qua tan bê, mặc dù ngạc nhiên về vẻ ngoài của cô, không có hứng thú với những người như vậy và lười dành thời gian cho cô. Ngọc Tảo thật đẹp mị lực 8 điểm, nhưng trí lực chỉ có 5 điểm, tiếng thần xuyên tư thuộc chỉ sợ chính là nàng cực hạn, dù là trí lực không bằng EQ, nhưng phải lừa gạt nhiều lắm. Hơn nữa đối phương thích tiền, điểm ấy phi thường tiện lợi. Có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất, hoa tàn bê triệt không muốn yêu đương thật sự. Cho dù yêu đương, cũng sẽ không tìm Ngọc Tảo đẹp như vậy, nữ sinh cơ bản tam quan đều không hợp với hắn. Ngọc Tảo thật đẹp, dùng tiền để cho đối phương làm bằng hữu của mình, trong lòng hắn hạ quyết tâm. Theo đề cập trong phụ lục, nếu thời gian kéo dài một tuần, một tháng, một năm hoặc mười năm, sẽ có phần thưởng được ký kết. Tàn bề không mong đợi một năm hay mười năm, nhưng ít nhất một tuần và một tháng được thưởng. Mười lăm vàng, để cho Ngọc Tảo thật đẹp đáp ứng làm bằng hữu của hắn một tháng. Không biết giá thị trường của đối phương thế nào? Ngoài ra còn có những rủi ro khác. Cho người thứ ba biết về giao dịch, ngoại trừ hai người trong số họ. Độ biên triệt đối với điểm này băng khoăn nhất. Từ trong trường tư thuộc có tin đồn tương quan đến xem. Ngọc Tảo thật đẹp khẩu phong kín đáo trình độ làm cho người ta lo lắng. Nhưng cũng có thể là những sinh viên khác tình cờ nhìn thấy. Vẫn là tìm thời gian tiếp xúc đối phương, quan sát một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, cơm hộp đã ăn xong, qua tan bê triệt đem rác rưởi cất kỹ, đặt ở cửa, thuận tiện sáng mai thuận tay ném đi. Tắt tivi còn đang phát ra âm thanh, cái bàn đẩy đến góc tường, trải giường xong, đánh răng đi ngủ. Hết chương này chương 5 Năm thiếu nữ thần bí cùng câu lạc bộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Thiếu nữ thần bí cùng xã đoàn tích 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 Triệt độ biên vương tay từ trong chăn Tắt đồng hồ báo thức ồn ào Lại nằm trong chăn 10 giây sau mới từ trên giường ngồi dậy Thời gian là 7 giờ 15 phút sáng thứ năm Nhắm nửa mắt đánh trăng xong Rửa mặt, mặc áo sơ mi trắng, quần tây, Đeo cà vạt trước gương, mặc đồng phục Âu Phục còn chưa quen, vạt áo trước để nó mở ra, như vậy tương đối đẹp trai. Thật ra là đã chán ghét mỗi ngày buộc nút áo, hơn nữa có cảm giác tràn buộc, không tự do. Triệt độ biên bắt đầu hoài niệm quê nhà xe buýt 2 giờ một chuyến. Đồng phục học sinh chỉ cần mặc áo sơ mi là được, cà vạt gì đó, phát xuống là có thể dùng làm dây thừng. Đeo cặp sách lên, sách theo rác, qua tàn bề triệt ra cửa nếu như nhớ không lầm cà vạt của mình hẳn là buộc ở trên cái giếng cũ ở sân sau lúc ném rác vào thùng rác hắn đột nhiên nghĩ đến thời gian vừa rời giường suy nghĩ của độ biên triệt luôn không thể tập trung nghĩ chút chuyện loạn thất bát tao có đôi khi thậm chí có thể nhớ tới những chuyện đã sớm quên a à, vừa ngáp vừa quẹt thẻ vào trạm lên xe điện lúc bảy giờ ba xuống xe ở ga tứ cốc hoa tan B triệt đi lên một con đường khá dài ở trường tư thục thần xuyên Tokyo này, mặc dù nằm ở phía nam Bình Nguyên Quang Đông, gần vịnh Tokyo, nhưng dốc lớn nhỏ xuống dốc cũng không ít. Dây leo có dạ giống như suy nghĩ lại bắt đầu miên man suy nghĩ, hắn liên tưởng đến nhân loại bộ quan sát thiếu nữ xinh đẹp thanh giả lẫm, quả thực cùng nạn bộ ngực giống nhau, nói có cũng có, nói không có giống như cũng không có oa tan bê triệt lắc đầu, cắt ngang suy nghĩ không biết mình định đi đâu. Đi tới cổng trường học, một đội người mặc quần áo thể thao, sắp hàng chỉnh tề, cạo trọc đầu, hô khẩu hiệu, đang chạy vòng quanh trường học. Người cuối cùng trong đội ném cho tan B triệt một cái mị nhãn, là quốc tỉnh tu. Thần xuyên. Cố lên. Thần xuyên. Cố lên. Độ biên triệt đứng tại chỗ, trang nghiêm chăm chú nhìn cuộc sống tư thuộc nhiệt huyết dốc lòng. Chào buổi sáng, bạn tan B. Chào buổi sáng. Từ cổng trường đi vào lầu dạy học trên đường, thỉnh thoảng có đánh nơ bướm, mặc váy xếp nếp nữ sinh cùng lớp cùng hắn chào hỏi. Dù sao thành tích thứ ba, tướng mạo cũng phi thường xuất chúng, nếu không là trong nhà nghèo, mỗi tuần nhận được thư tình hẳn là có thể nhiều gấp đôi. Triệt độ biên ném giày xuống đất, nhét chân vào, đồng thời bỏ tờ giấy màu hồng nhạt không rõ lai lịch trong tủ vào cặp sách. Anh đã không còn gợn sống gì với thư tình, lúc này đột nhiên có cảm giác mới. Tùy tiện đáp ứng vài người, luôn có thể gặp phải điều kiện phụ họa, từ đó đạt được rất nhiều điểm tích lũy. Đến phòng học, khoảng cách 8 giờ rưỡi thời gian đi học còn sớm, độ biên triệt vùi đầu viết bản thảo ngày hôm qua chưa hoàn thành. Hôm nay sớm thế này. Keisuke Saito, người đến muộn, chào hỏi bước vào. Thấy cậu đang viết gì đó, hỏi: "Bài tập chưa làm xong sao? Có muốn cho tôi mượn chép một chút không?" "Không cần, là gửi bản thảo cho câu lạc bộ văn nghệ." cậu lại có hứng thú với loại chuyện này. Để tôi đoán một chút. Saito Keisuke đặt cặp sách lên chỗ ngồi của mình, ngồi trên ghế của bạn học còn chưa tới trước bạn học của Watanbe Triệt, sau khi bản thảo được chấp nhận có thưởng tiền mặt. Không có loại chuyện tốt này, hơn nữa so với dựa vào viết bản thảo kiếm tiền, còn là làm thêm nhanh hơn một chút. Vậy, cậu gia nhập bộ phận văn nghệ. Gửi bản thảo là khảo hạch nhập môn của bộ phận văn nghệ cũng không phải tổ chức nhà văn ở đâu Saito tô huệ giới vỗ vỗ đầu mình bỗng nhiên làm ra linh quan chật lóe động tác thập phần chắc chắn nói bị tiểu tuyền giám sát yêu cầu việc này do nàng quản sao cây Saito tô từ bỏ vậy tại sao đầu cậu hỏng rồi à là như vậy độ biên triệt trực tiếp dùng bút gạch bỏ chữ viết sai bất quá là người khác tu người này rốt cục đi tới một bước này sao trai đằng huệ giới cầm lấy cục cao su của oatan triệt cởi vỏ bọc ra lộ ra cao su trắng nõn, đặt nó thẳng đứng trên bàn quốc tỉnh bên tay phải triệt độ biên ngẩng đầu nhìn cục tẩy trắng như bó hoa của mình sai tô cậu cũng không xa đâu gạt người đi tôi chưa bao giờ nói dối oatan bê trò đùa kết thúc triệt độ biên đem chuyện mình gia nhập bộ phận quan sát nhân loại bị yêu cầu gửi bản thảo cho xã văn nghệ nói một lần thanh giả lẫm giọng saito keisuke rất lớn triệt watanbe vô thức hỏi cậu biết à đơn phương quen biết lại nói trường tư thuộc thần xuyên còn có người không quen biết nàng sao ta trước mặt ngươi chính là một watanbe à saito keisuke muốn nói lại thôi triệt độ biên không biết hắn có ý gì đang ám chỉ hắn không phải người mặc kệ quên đi so với những thứ này hắn càng để ý câu cuối cùng của bản thảo dùng cái gì để kết thúc. Keisuke Saito cầm cục tẩy lại và ném nó trong tay, nói. Cao lĩnh chi hoa, chính là nói thanh giả lẫm Thần xuyên chúng ta tuy rằng không có cách nói hoa khôi trường, nhưng nói đến ai xinh đẹp nhất, chính là vị đại tiểu thư này. Lợi hại như vậy, sao trước kia chưa từng nghe anh và quốc tỉnh nhắc tới? Ở trường học ai dám nghị luận về cô ấy? Hơn nữa nghị luận cũng vô dụng, loại người đó cách chúng ta quá xa. Saito Keisuke lộ ra nụ cười tiếc núi trầm thấp. Chỉ cần rời khỏi nhà trẻ, nhân loại hoặc nhiều hoặc ít sẽ bắt đầu tự giác phân chia giai cấp cho mình. Người nghèo đối mặt với người giàu sẽ tự ti, tướng mạo xấu xí không dám theo đuổi người đẹp vân vân. Saito Keisuke cảm thấy mất mát chỉ trong nháy mắt, rất nhanh khôi phục lại. Nhưng Watanbe ngươi lại dám chủ động tiếp cận nàng. Tôi chỉ vì có thể về sớm đừng giả bộ ngươi vùng trọng nói cho ta biết có phải hay không đã đối với nàng nhất kiến chung tình mặc dù cho rằng căn bản làm không được nhưng ta vẫn sẽ ở trong lòng yên lặng cho ngươi cố gắng tùy anh thôi vậy để tôi kể cho cô nghe thông tin của cô ấy nhé keisuke saito hạ giọng trong nhà cô ấy watanbe nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ ngồi bút chấm lên tờ giấy a à, keisuke saito ngừng nói có chuyện gì vậy nghĩ tới rồi. Cái gì? Triệt độ biên tạm thời gọi là văn tự kết thúc, bổ sung một câu thơ hăng hái. Ta đình tiểu thảo phục manh phát, vô hạn thiên địa hành tương lục. Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, độ biên triệt cơm nước xong đi văn nghệ xã một chuyến, chuẩn bị trực tiếp giao bản thảo sơ thảo lên. Bộ văn nghệ để lại không gian hoạt động cho người ta cũng không nhiều, nhưng chiếm những nơi khác là giá sách và tủ kính, mặt trên trưng bày các loại sách và giấy chứng nhận không giống bộ phận quan sát nhân loại để tất cả đều là vật phẩm không liên quan, thậm chí có thể nói là rác rưởi. Độ biên triệt và chính mình phản chiếu trong tủ kính đối diện nhau, xem ra bộ phận văn nghệ tương đối chú ý vệ sinh quét dọn A. Ít nhất thủy tinh lau rất sạch sẽ. Mời bạn học nói tên và lớp của mình, còn có loại hình tác phẩm. Tôi tham gia dưới danh nghĩa câu lạc bộ, tên là Triệt Qua Tan B, loại tác phẩm. Triệt qua Tan B nhớ lại nơi bài báo được xuất bản trong ấn phẩm mà ông nhìn thấy trong thư viện. Văn xuôi đi. Được, xin đưa bản thảo cho tôi. Còn câu lạc bộ tên gì? Bộ phận quan sát nhân loại. Triệt độ biên đưa bản thảo qua. Bộ quan sát nhân loại. Nhân viên phụ trách đăng ký văn nghệ xã vô thức lặp lại những lời này. Ánh mắt nhìn qua Tan B Triệt trở nên bất thiện. Quả nhiên cùng tính tình với người kia. Người kia còn chưa tính người này cư nhiên cũng dám trực tiếp đem bản thảo đưa tới. Vậy mà cho phép xã đoàn như vậy tồn tại, còn có công bằng sao? Tiếng xì si xào không nhỏ phía sau khiến độ biên triệt có chút để ý. Chuyện gì đã xảy ra với bộ phận quan sát con người? Bản thảo không phải là văn nghệ xã tự mình dán bản thảo thông báo sao? Hay là chuyện thanh giả lẫm dựa vào đặc quyền sáng lập xã đoàn, khiến cho những người đọc sách văn nghệ xã này nhìn không nổi nữa? Nếu đó là lý do cuối cùng, anh ta tạm thời đứng về phía nhân dân. Tên Người phụ trách đăng ký hung tận trừng mắt nhìn hắn. Không phải đã nói rồi sao, độ biên triệt. Tên của bài báo Lúc này độ biên triệt mới nhớ ra, mình đích xác không viết tiêu đề cho bản thảo. Nghĩ xem Thư viện kia tên là gì? Chúng ta của ngày xưa Chúng ta của tương lai, xã viên phụ trách đăng ký viết tiêu đề lên bản thảo của độ biên triệt lại viết tin tức liên quan lên hóa đơn đăng ký. Được rồi. Triệt độ biên gật đầu. Phiền phức rồi. Đi ra ngoài, văn nghệ bộ không hoan nghênh các ngươi. Thanh giả lẫm vị thiếu nữ xinh đẹp này rốt cuộc làm sao văn nghệ xã. Ông nghi hoặc như vậy, độ biên triệt trở lại phòng học. Vừa vào cửa, quốc tỉnh tu liền dùng giọng lớn hét lên. Hoa tan Ta nghe sai tô nói, ngươi gia nhập xã đoàn của thanh giả lẫm Watanbe triệt để ý thấy những bạn học khác trong lớp đều đưa mắt nhìn sang. Không sai. Anh gật đầu. Cái xã đoàn gọi là quan sát nhân loại kia rốt cuộc làm cái gì? Tôi cũng rất tò mò. Thật sự nghĩ mãi mà không ra nộp bản thảo cho hội văn nghệ có liên quan gì đến quan sát của con người. Sai Tô Huệ giới hỏi tiếp. Triệt Watanbe nhún vai. Có lẽ là đem kết quả quan sát nhân loại viết thành báo cáo, thông qua văn nghệ xã công bố ra cái này cũng không sao cả chỉ cần có thể về sớm là được có thể không cần đến câu lạc bộ không saito keisuke hỏi thứ sáu tan học một lần theo như bộ trưởng thanh giả lẫm nói thời gian sử dụng cũng không dài có thể đi rất nhanh vẻ mặt saito keisuke bừng tỉnh rất hợp với watanbe không có gì ngạc nhiên khi cậu tham gia tớ cứ tưởng cậu bị bạn học Kiono mê hoặc. Watanbe triệt nhớ không lầm, chính mình buổi sáng rõ ràng nói chạy về sớm, Saito người này vẫn là một bộ không tin bộ dáng, như thế nào đến giữa trưa liền. Lúc này, hắn chú ý tới ánh mắt bốn phía. Nguyên lai like là bởi vì cái này a, à, sợ truyền ra độ biên triệt vì theo đuổi Thanh giả lẫm, gia nhập nhân loại quan sát bộ Skandang. Thanh giả lẫm như vậy cao lĩnh chi hoa, hắn độ biên triệt như vậy tiểu tử nghèo dám đi theo đuổi. Chỉ sợ sẽ đưa tới chung quanh người này không rõ ràng lắm chính mình xã hội đẳng cấp cười nhạo đi. Người Tokyo bên này cũng quá biết nhìn bầu không khí đi. Đang lúc Watanabe đang suy nghĩ, quốc tỉnh tu đột nhiên hạ giọng. "Này Watanabe, bạn tốt của tôi, vào xã có điều kiện gì?" "Không có chứ." Triệt độ biên cũng không xác định, dù sao hắn cũng chưa trải qua khảo nghiệm nhập xã gì. "Cậu cũng muốn gia nhập?" Cậu là thành viên của bộ phận bóng chày. Cho dù bộ phận quan sát nhân loại chỉ chiếm dụng một chút thời gian vào thứ sáu, nhưng cũng quá sức. Anh tò mò hỏi. Học sinh trường tư thuộc thần xuyên có thể đồng thời gia nhập ba câu lạc bộ, nhưng bộ phận bóng chày thậm chí đã lợi dụng thời gian buổi sáng, lại càng không cần phải nói sau khi tan học trường học quy định thời gian chính thức hoạt động câu lạc bộ. Quốc tỉnh tu hoàn toàn không thèm để ý, lộ ra biểu tình hèn mọn. Thời gian mà chen chút luôn có. Saito Keisuke đầu đầy hắc tuyến, ngươi không phải đã có Yamaguchi Naomi sao? Tôi vẫn là thành viên của bộ phận bóng chày. Quốc tỉnh tu tránh trả lời câu hỏi của Naomi Yamaguchi. Nam nhân A, trong bác còn chưa có, đã nghĩ đến trong nồi rồi. Saito Keisuke cười khinh thường hai tiếng. Bộ phận bóng chày là câu lạc bộ nổi tiếng ở trường tư thục thần xuyên, nam sinh có thể gia nhập đều tương đối lợi hại và được hoan nghênh đối tượng phụ nữ nhật bản muốn lấy chồng tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đứng hàng đầu nhưng so sánh với thiên kim của nhà tư bản chủ nghĩa đừng nói một xã viên bộ phận bóng chày tư thuật ngay cả cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cũng khó mà nói quốc tỉnh tu hiển nhiên cũng biết tình huống này sờ sờ đầu đinh của mình tôi ở cùng B, không có ý gì khác watanbe triệt liết tên này một cái là muốn mỗi tuần tiếp xúc gần gũi với thanh giả lẫm liệt Buổi chiều đi học còn có 20 phút, đi. Quốc tỉnh tu vỗ bàn, đi ra ngoài phòng học. Đi đâu? Keisuke Saito hét lên. Tòa nhà xã đoàn. Hiện tại. Người điên rồi sao? Có phải là đồng bọn hay không? Không phải. Bất quá buổi tối mời khách, cùng em đi cũng không phải là không thể. Được được được, nhanh lên. Saito Keisuke nở nụ cười, vỗ vỗ vai Bê triệt. Đi thôi, bê. Ba người đi qua hành lang giữa lầu và lầu, đi tới phòng học hoạt động của bộ phận quan sát nhân loại. Quốc tỉnh tu đứng ở cửa, lại không có dũng khí gõ cửa. Anh đẩy bê triệt về phía trước, miệng thấp giọng thúc giục. bê, cậu gõ cửa đi. Độ biên triệt đối với thanh giả lẫm không có ý kiến, tự nhiên sẽ không có tự ti, thẹn thùng các loại tâm lý, gõ cửa, được cho phép sau, cái thứ nhất đi vào thiếu nữ ngồi ở bên cửa sổ, hai tay giống như măng non vừa bóc ra, cầm một quyển sách bìa cứng. Gió biển thổi từ vịnh Tokyo, vuốt ve mái tóc dài của cô. Khuôn mặt thanh lệ đáng yêu không có bất kỳ biểu tình nào, chỉ có cặp mắt mê người kia, bởi vì đọc sách mà thỉnh thoảng nổi lên các loại gợn sóng. Quốc tỉnh tu cùng trai đằng Huệ giới nhìn ngay người. Bạn thanh giả, văn nghệ xã gửi bản thảo xong rồi. Độ biên triệt mở miệng nói. Từ, vất vả rồi." Thanh giả lẫm gật đầu, lật quyển sách trong tay ra sau. "Còn nữa, Triệt Qua Tan Bê tránh ra, để lộ hai người phía sau, tôi có hai người bạn học cũng muốn gia nhập bộ phận quan sát nhân loại." Saito Keisuke đi theo không phản đối. Thanh giả lẫm cầm lấy thẻ đánh dấu kẹp giữa trang bìa, đặt sách sang một bên, đánh giá hai người. Phòng học hoạt động yên tĩnh lại, Triệt Độ biên nghe được Quốc Tỉnh Tu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng phát ra âm thanh của lão đại. Hắn quay đầu nhìn quốc tỉnh tu một cái, đối phương đã đỏ mặt. Thanh giả lẫm hai tay ông ngực, rõ ràng tư thế ngồi lại giống như đang nhìn xuống hai người. Trả lời ta một vấn đề, sau khi thông qua là có thể gia nhập. Không thành vấn đề. Quốc tỉnh tu dùng thanh âm vang dội trả lời bộ trưởng bộ bóng chày. Ngươi, đào thải. Quốc tỉnh tu ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới lắp bắp, hả, một tiếng giọng nói bình thản của thanh giả lẩm hà xuống một chút. Ngay cả yêu cầu vào công ty cũng chưa xem đã tới phỏng vấn. Cái kia, ta. Quốc tỉnh tu nói không ra lời, cả người thoạt nhìn tương đối dồn dập bất an. Thanh giả lẩm mặt kệ hắn, nhìn về phía sai tô huệ giới. Trai đằng huệ giới vội vàng nói. Ta đã xem qua. Buổi sáng lúc triệt độ biên nói, đem yêu cầu nhập xã kỳ quái nói một lần, hắn đại khái nhớ kỹ một ít mà nghe hắn thuật lại quốc tỉnh tu sẽ không có phúc khí này. Ngay khi sai tô huệ giới chuẩn bị đem yêu cầu nhập xã không nhớ hết nói một lần, thanh giả lẫm nhìn triệt độ biên một cái, một lần nữa cầm lấy sách bìa cứng đọc lên. Để cho bọn họ đi. Đây là ý tứ mà triệt qua tan bê đọc được từ ánh mắt của cô. Thanh giả đồng học, trai đằng thật sự đã xem qua, là mang theo thành ý tới, không tin có thể hỏi hắn. Tôi ghét người nói dối nếu như nói thanh âm lạnh lẽo vừa rồi, còn có chút cách nói nhiệt độ chênh lệch, hiện tại đã hoàn toàn bình thản xuống. Cùng loại đừng quấy rầy ta, lãng phí thời gian khí tức, từ thiếu nữ trên người lan tràn ra. Triệt độ biên quay đầu lại nhìn hai người, quốc tỉnh tu dùng ánh mắt đáng thương, mau rời đi đi, ta chống đỡ không nổi, nhìn hắn, sai tô huệ giới cũng lắc đầu, ý bảo quên đi. Xin lỗi đã làm phiền em. Anh nói thanh giả lẩm gật đầu với biên độ gần như không nhìn thấy. Đi thông thả. Quốc tỉnh tu lập tức chạy ra ngoài, trai đằng huệ giới cũng theo sát phía sau, lúc độ biên triệt cũng muốn đi ra ngoài, phía sau truyền đến thanh âm rùng mình của thanh giả. Bạn qua tan bê. Hả? Triệt qua tan bê vô thức quay đầu lại. Thiếu nữ vẫn duy trì tay cầm sách tư thế, lưng ngoài cửa sổ ánh mặt trời, không nhúc nhích mà nhìn hắn. Ngươi thích ta. Hả? Triệt độ biên bị cô nói làm cho mơ hồ. Trả lời vấn đề. Thanh giả lẫm không có ý định giải thích nghi hoặc của cậu. Thích A, à, bạn học thanh giả đáng yêu như vậy. Dù sao nói tốt cũng không sai chứ. Quả nhiên có giá trị tiếp tục quan sát, nhớ ngày mai tan học đến câu lạc bộ. Thanh giả lẫm thu hồi ánh mắt, lúc ra ngoài đóng cửa lại. Watanbe triệt hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì, giá trị quan sát gì. Hắn b chính là cái này một cái bình thường tư thuộc sinh mà thôi, dù là đã có ngoại quải, nhưng đến nay còn không có phát huy công dụng A. Tuy nhiên, không có hứng thú hỏi những điều người khác không muốn nói, cậu quay lại đóng cửa và đi theo Kunisu và Keisuke Saito. Hết chương này. Chương 6 Sáu lẫn nhau đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7. Bảy thăm dò. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 7. Thăm dò khám phá lời nói dối. Tâm lý học. Tri thức về động tác biểu cảm. Hay là kết hợp cả hai? Cũng không phải. Thanh giả lẫm lắc đầu, lúc em 3 tuổi đột nhiên có thể phán đoán một người có nói dối hay không. Không thể tin được. Ta cũng không trông mong người khác tin tưởng loại chuyện thoát ly hiện thực này bất quá từ khi đó trở đi ta liền từ đấy lòng chán ghét người nói dối đồng thời yêu cầu mình tuyệt đối không thể loại chuyện này loại chuyện này là nói dối tất nhiên cái này rất thú vị triệt độ biên tò mò hỏi cậu thích tôi không thanh giả lẩm tự như đau đầu đỡ trán ngươi là cá sao ta vừa rồi rõ ràng nói chán ghét người nói dối ngươi là chưa bao giờ nói dối hay là đang mắng mình không phải ngươi thật xin lỗi cậu coi như đây là sự tò mò của con trai dù sao nghe được một cô gái đột nhiên nói mình vĩnh viễn sẽ không nói dối triệt độ biên nói nhưng mà trên thế giới này không ai có thể không nói dối cho nên trừ bản thân ra tôi ghét tất cả mọi người thanh giả lẫm không chút do dự trả lời mặt trời tokyo dần dần chìm về phía tây một đàn quạ bay tới từ xa lướt qua bầu trời trường tư thục kamika trên khuôn mặt lãnh đạm của thiếu nữ nhìn không ra bất kỳ thành phần nói đùa nào. Triệt độ biên tin lời thiếu nữ từ tận đáy lòng, cho rằng nạn đích xác là một người thành thật, một người chưa bao giờ nói dối. Cảm giác này không giải thích được, độ biên triệt hoài nghi mình bị tướng mạo chính giờ của đối phương mê hoặc, thế cho nên tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Con người làm sao có thể không nói dối? Không thể nào là người sẽ nói dối, hơn nữa phải nói dối. Thanh giả lẩm mở sách bị cứng ra là xã viên chính thức, Cậu muốn ở lại cũng được, nhưng xin giữ im lặng. Không thành vấn đề. Phòng học xã đoàn yên tĩnh lại, Độ Biên Triệt mơ hồ nghe được tiếng kim loại va chạm bén nhọn, là tiếng gậy bóng kim loại đánh trúng bóng. Buổi tập bóng chạy bắt đầu. Triệt Độ Biên đặt chuyện thiếu nữ sang một bên, lấy sách giáo khoa ra, giả vờ học tập. Bạn có một email mới, mở ra. Hoạt động tạm thời thời gian trò chơi 16 giờ 3 phút ngày 26 tháng 4, trước mặt cậu xuất hiện một thiếu nữ tự xưng có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối. Nội dung hoạt động Thành công lừa gạt đối phương một lần Thời gian hoạt động Một tuần, hoạt động khen thưởng Đọc tâm thuật, 100 vạn điểm tích lũy, đọc suy nghĩ Đây hẳn là một trò chơi hằng ngày mới đúng a à, làm sao có thể có loại lựa chọn đổi siêu năng lực này Năng lực trong thương thành, cũng là nhân loại thông qua học tập có thể đạt được. Watanbe triệt lại mở ra. Điều lệ về hoạt động tạm thời nói rõ mặc dù hắn đã xem nhưng không nhớ kỹ, chỉ biết là không tham gia không có bất kỳ trừng phạt nào. 250 trò chơi này đối với người chơi không có bất kỳ trừng phạt nào, bao gồm hoạt động tạm thời 251. Hoạt động tạm thời xuất hiện đặc thù khen thưởng chỉ có hoạt động tạm thời mới có thể xuất hiện, thương thành không đổi mới 252. Hoạt động tạm thời độ khó không đồng nhất, mức độ nguy hiểm không xác định, trên nguyên tắc cổ vũ người chơi tích cực tham dự, đồng thời nhắc nhở người chơi thận trọng đối đãi, 253. Căn cứ trò chơi hoạt động cơ bản tinh thần, tạm thời hoạt động khen thưởng cùng khó khăn hệ số tương đồng 254. Hoạt động tạm thời tồn tại hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ, 255. Người chơi thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp nào trong trò chơi, bao gồm cả hoạt động tạm thời, bao gồm nhưng không giới hạn ở bắt cóc, đe dọa, mua chuột, dụ dỗ, sử dụng ma túy, không liên quan gì đến trò chơi này, hậu quả do người chơi tự chịu. Đại khái chính là những thứ này. Hoạt động lần này, nhìn cái kia thái quá 100 vạn điểm tích lũy, liền biết thuộc về cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Độ biên triệt tuy rằng mắt nóng độc tâm thuật, nhưng cũng không ôm hy vọng bất quá cứ như vậy có phải chứng minh sự thật thanh giả lẫm có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối hay không cho dù không phải tất cả lời nói dối nhưng cũng không phải tùy tiện người nào tùy tiện tốn chút tâm tư là có thể lừa được đối phương bạn ghét tất cả mọi người trừ bản thân mình nếu là thật thì cảm giác đó như thế nào triệt độ biên tưởng tượng một chút chung quanh mình tất cả đều là người mình chán ghét ừm cái này còn không bằng cả đời ở nông thôn trồng trọt thoải mái thời gian tan học, lúc triệt độ biên đóng cửa phòng học lại, nhìn không được nhìn thoáng qua thanh giả lẫm đang chăm chú đọc sách. Xuất thân danh môn, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, lại có loại chứng cố chấp có thể nói là bệnh tâm thần này. Đáng tiếc. Sau khi rời khỏi bộ phận quan sát của con người, triệt qua tan bê đầu tiên tập hợp với Saito Keisuke, sau đó đợi ở sân thể dục cho đến khi Kunishi ướt đẫm mồ hôi, ba người cùng nhau đi bộ đến nhà hàng gia đình gần đó. Cửa hàng này có tên là Ba Va Cây, nằm ở một góc của đại lộ Shinjuku, là nơi sinh viên ở gần đó thường lui tới. Ngoại trừ trường tư thục thần xuyên, chung quanh đây còn có một trường nữ sinh trực thuộc trường cao đẳng, một trường tư thục bình thường, ba trường học thường xuyên liên hợp tổ chức các loại hoạt động. Lúc ba người đến, trong phòng ăn gia đình đã ngồi không ít người, có cả nhà già trẻ trai gái cùng ra ngoài ăn cơm, nhưng phần lớn là học sinh mặc đồng phục trường học đến liên hoan nhà hàng từ các loại phần ăn kiểu nhật đến thịt bò bít tết kiểu tây rồi đến mì các nước đều có đồ ăn tương đối phong phú hơn nữa chẳng những giá cả rẻ chỉ cần gọi món là có thể tùy tiện uống đồ uống watanbe triệt gọi một phần mì kiêu mạch trai đằng huệ giới gọi mì sợi quốc tỉnh tu ăn tương đối nhiều ngoài trừ mì sợi còn gọi thịt bò bít tết khoai tây chiên ăn chưa được hai miếng saito keisuke nói watanbe cảm giác ở một mình với Kiyono thế nào? Hả? Trong miệng quốc tỉnh tu ngậm một ngụm lớn mì, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Chủ đề của đàn ông luôn không thể tách rời những thứ này. Độ biên triệt bốc lên một chút mì kiêu mạch, lăn một vòng trong nước canh, hút vào trong miệng, cảm giác mùi vị bình thường, sức lực không bằng mẹ ở nông thôn tự tay kéo. Nói xong, hắn mới mở miệng trả lời hai người tò mò. Bị ghét rồi cậu sẽ không làm gì chứ? Keisuke Saito ngạc nhiên. Chỉ là làm chuyện chỉ cần là người sẽ làm mà thôi. Ân. Ừ. Quốc tỉnh tu rốt cục đem đồ ăn nuốt xuống, ngươi ra tay. Không sợ chết a, à, ngay cả thanh giả lẫm ngươi cũng dám. Triệt độ biên đang định giải thích thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở quầy ba. Anh đi lấy chút đồ uống. Anh cầm lấy ly đứng lên. Rót cho tôi một ly quốc tỉnh tu uống hết lon nước ngọt của mình, đưa ly cho cậu. Triệt qua tan bê cầm hai cái ly, xếp hàng phía sau cùng. Xếp ở phía trước hắn chính là một vị nữ tử tư thuộc sinh, có cái mông vẫn lên giống như người mẫu, eo tinh tế, bởi vì xếp hàng nhàm chán, đang đem tóc ở trên ngón tay cuốn quanh để giết thời gian. Bạn học ngọc tảo, cậu cũng tới đây ăn cơm à? Thanh âm chào hỏi không có gì nhiệt tình, nhưng tự nhiên nhu hòa, phi thường dễ nghe, ngọc tảo thật đẹp theo bản năng quay đầu. Là một thiếu niên tướng mạo thanh tú phi thường đẹp trai, đối phương đồng dạng mặc đồng phục trường tư thục thần xuyên. Cho dù không mặc đồng phục học sinh, ngọc tảo đẹp quá cũng biết hắn. Thần xuyên tư thuộc nổi danh soái ca, học sinh ưu tú, quỷ nghèo từ nông thôn tới. Ngọc tảo thật đẹp tuy rằng chán ghét quỷ nghèo, nhưng nhan sắc của đối phương rất làm cho nàng thích, cho nên lộ ra nụ cười mê người. Thật trùng hợp, hoa tan bê. Triệt độ biên vui vẻ nói. Tôi còn định tự giới thiệu, lo bạn Ngọc Tảo không nhận ra tôi. Ngọc Tảo thật đẹp làm móng tay trong suốt trái với nội quy trường học, đặt lên đôi môi gợi cảm mê người. Sao có thể chứ? Hoa tan bề, anh là đại soái ca thần xuyên của chúng tôi, gây ra rất nhiều thảo luận giữa các cô gái. Vậy sao? Bạn học Ngọc Tảo ở Nam Sinh chúng ta cũng vậy. Hả? Thật vậy sao? đều nói tôi thế nào. Đại đa số mọi người đều tò mò người khác phái nghị luận về mình như thế nào, đặc biệt là những tên bề ngoại không tệ kia, độ biên triệt nhìn Ngọc Tảo trước mắt đẹp quá, thầm nghĩ. Ngoại trừ thanh giả lẫm, nàng hẳn là sẽ không có thời gian cùng ý nghĩ, đi hỏi thăm đáng ghét đám người đối với nàng cái nhìn. Lúc này người phía trước vừa vặn nhận xong đồ uống rời đi, độ biên triệt hạ giọng, dùng thanh âm dễ nghe gấp đôi nói. Chúng ta đều đang thảo luận, bạn học Ngọc Tảo có thể dùng tiền bao dưỡng, chỉ là không biết một tháng cần bao nhiêu tiền. Hết chương này. Chương 8 Tám công lược hoàn thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Chương 8 Tiến công hoàn thành triệt độ biên thay đổi biểu tình lo lắng cho đối phương. Ngọc Tảo đồng học, hiện tại khắp nơi đều là tin đồn không tốt về ngươi. Ngọc Tảo thật đẹp thu hồi nụ cười, thấp giọng tức giận tự nói chật chật. Loại chuyện này nên làm sáng tỏ một chút thì tốt hơn, vạn nhất bị trường học biết, nói không chừng sẽ thông báo cho cha mẹ. Không cần ngươi quan tâm. Ngọc Tảo thật đẹp ngẩng đầu, dùng ngữ khí không vui hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không kiên nhẫn. Với điều đó, cô quay lại, đặt cốc dưới vòi nước và nhấn nút nước cam. Mặc dù đối phương đã bày ra tư thế nói chuyện đến đây là kết thúc, nhưng triệt độ biên không buông tha, hắn và đối phương ở trường học rất khó có cơ hội tiếp xúc. Tin đồn này rất không thân thiện với các cô gái, tôi thực sự không muốn nó liên quan đến bạn giỏ. Ánh đèn trong quán sáng ngời, trên quầy ba đại khái là đồ uống màu đen coca, phản chiếu khuôn mặt qua tan bê triệt lúc này. Thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú tình chân ý thiết. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ mình có tài năng diễn xuất. Anh quan tâm em như vậy làm gì? Đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh phải không? Trong ly ngọc tảo hảo Mỹ đã rót đầy đồ uống, nhường vị trí cho độ biên triệt, nhưng không rời đi. Triệt độ biên tiến lên một bước, đặt ly quốc tỉnh tu dưới nước ngọt. Ngọc tảo hảo Mỹ nhíu mày. Người có thành tích tốt nói chuyện không được tự nhiên, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ý tôi là, triệt qua tan bê nhìn thẳng vào đối phương, mặc dù chưa nói gì, nhưng tôi muốn làm bạn với bạn học duy cui. Hả? Ngọc tảo thật đẹp, ngón trỏ của bàn tay không bưng chén chỉ vào lòng bàn chân cô còn chưa từng nghe nói qua người tỏ tình ở nhà hàng gia đình cho dù những người khác có trải nghiệm như vậy nhưng cũng sẽ không giống như độ biên triệt rõ ràng chưa từng nói chuyện sau khi tan học tình cờ gặp được kết quả thừa dịp nhận đồ uống liền cáo không công không ngờ lại tin đây là suy nghĩ trong lòng độ biên triệt bất quá bị tỏ tình đối với mị lực tám giờ người mà nói đại khái đã tập mãi thành thói quen, có đủ tự tin đi tin tưởng những người khác không phải đang nói đùa đi. Ví dụ như bản thân Oatan Bê Triệt, trong cặp sách hiện tại có một phong thư tình buổi sáng nhận được từ tủ giày. Thật có lỗi. Triệt độ biên vội vàng nói, lúc đầu tôi không muốn nói đến trình độ này, chỉ muốn nhắc nhở bạn Ngọc Tảo, gần đây luôn nghe được tin đồn không tốt về cậu. Lúc này cái chén của quốc tỉnh tu đã tràn ra, hắn luống cuốn tay chân thay cái chén của mình. Ngọc Tảo thật đẹp cảm thấy hứng thú xem xong một màn này, ngón tay cuốn quanh tóc, nàng nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai đi về phía này, nói. Ta nói cho ngươi biết chuyện này không phải nghe đồn ngươi còn thích ta sao? Bao nhiêu? Cái gì? Độ biên triệt bưng ly nước của mình lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt đeo kính sát trọng của Ngọc Tảo. Coi như là tiêu tiền, ta cũng muốn cùng Ngọc Tảo đồng học trở thành bằng hữu đôi mắt ngọc tảo thật đẹp trong nháy mắt hơi phóng to, nàng hồ nghi đánh giá độ biên triệt từ trên xuống dưới. Anh nghiêm túc chứ? Trên người ta có 15 vạn. Ta biết rất ít, nhưng dù chỉ có một tháng, ta cũng nguyện ý. 15 vạn. Một tháng có thể. Hả? Nhỏ giọng một chút. Chỗ ngồi gần quầy ba, có người nhìn sang bên này. Triệt độ biên nhỏ giọng nói. Thật sự có thể sao? Thật, thật. Ngọc Tảo hảo hảo xuề tay ra, nhanh đưa tiền cho ta đi, bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Em không mang theo. Như vậy đi, chúng ta thêm bạn tốt liner, ngày mai em tìm cơ hội cho anh. Có thể, không thành vấn đề. Ngọc Tảo thật đẹp lấy điện thoại di động ra, nhìn chầm chầm qua tan bê triệt vội vàng đặt đồ uống trong tay lên quầy ba, từ trong túi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cái này quỷ nghèo sẽ không cho rằng làm bằng hữu của hắn là được sao ha 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 nông thôn tới chính là ngây thơ tuần lễ vàng đi chơi tiền có rồi chờ đã thành tích của quỷ nghèo không tệ không hẳn là cầm cờ đi đầu cuối tháng tôi trắc nghiệm vạn nhất có môn không thông qua không phải có thể để cho đối phương bổ túc cho mình sao lấy hẹn hò làm lý do loại này mọc sách hẳn là phi thường vui vẻ đi ngọc tảo thật đẹp thiếu chút nữa cười rộ lên vội vàng uống một ngụm nước chanh trong tay cảm giác mình lại đạt thành một khoản giao dịch có tỷ lệ hồi báo phi thường cao. Hai người kết bạn với nhau trên Liner. ID của Watanbe Triệt chính là Watanbe Triệt, bởi vì hắn không muốn thêm người thân, bạn tốt ra ngoài, cho nên không cần dùng ID khác để che giấu bản thân. Hơn nữa hiện tại lấy một cái tên mạng tốt thật sự là quá khó khăn, chuyện này cũng không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Có thời gian này, không bằng làm công hoặc là làm một vấn đề toán học khó khăn, học thuộc một trình tự thao tác thí nghiệm hóa học. Ngươi xem. Ngọc Tảo thật đẹp đem màn hình điện thoại di động đưa tới trước mắt độ biên triệt, ID của hắn được ghi thành triệt. Đây là thủ đoạn nhỏ của Ngọc Tảo. Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, nam sinh ngây thơ sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này, vui vẻ một tuần cũng không nhất định. Hoa tan bê triệt quả nhiên thẹn thùng nói không ra lời. Từ giờ trở đi, tôi chính là bạn của triệt rồi thật sự có thể sao? Tôi còn chưa đưa tiền cho anh. Chuyện cho tới bây giờ, độ biên triệt sinh ra một loại cảm giác buồn cười thoát ly hiện thực. Mình cư nhiên cũng trở thành một thành viên dùng tiền mua bằng hữu, thật sự là trải nghiệm nhân sinh kỳ diệu. Không sao không sao, tặng em một ngày, nhưng ngày mai nhớ đưa tiền cho anh nha. Được. Bất quá, chuyện chúng ta kết giao, có thể đừng để cho những người khác biết hay không? bê triệt còn chưa nói qua câu, chúng ta kết giao Nhất thời không thể nói ra một cách trôi chảy Giá trị quan của hắn và Ngọc Tảo thật đẹp Quả nhiên kém xa Yên tâm Sẽ không để lời đồn lan đến em Buổi tối nói chuyện phím nha BB không công bố là tốt nhất Bản thân có thể đồng thời tìm hai kẻ ngốc Ngọc Tảo hảo Mỹ cua cua điện thoại di động trong tay Ý bảo tối nay lên mạng nói chuyện phím Sau đó cười nhẹ rời đi Bạn có một email mới 15 vạn Nếu thu hoạch không thể vượt quá trả giá Hòa Tàn Bề sẽ ấy nấy với cha mẹ nông thôn đã cho cậu số tiền này. Về phần Ngọc Tảo thật đẹp làm hắn một tháng bạn gái, đối với hắn mà nói, ngược lại hẳn là đặt ở trả giá bên này. Bây giờ không phải lúc nghiên cứu trò chơi, quốc tỉnh tu nóng nảy đã nhìn xung quanh. Sao lại đi lâu như vậy? Nhiều người, phải xếp hàng. Cảm ơn nha. Dù sao anh cũng mời khách, tôi cũng nên chạy chân chạy. Cơm nước xong, bởi vì gần tới Nguyệt Trắc, Ba người ăn ý không đề xuất đi đâu chơi, tách ra ở cửa nhà hàng. Quét thẻ vào trạm, Watanbe triệt lên sân ga, dựa lưng vào tay vịn cầu thang, chờ xe điện về nhà đến. Ngọc Tảo thật đẹp công lược hoàn thành. Người chơi đạt được 5.000 điểm, mở chức năng đăng ký, truyện ngắn, một ngày đẹp trời 5.000 điểm tích lũy, con số vi diệu. Có thể mua 5 cái máy dò xét, hoặc là đổi một chút thể lực, hoặc là có được nhập môn cấp sáng tác, nắm giữ cấp, tu đồ cảm giác không có tác dụng gì. Nhưng cân nhắc đến chi phí chỉ dùng 15 vạn, sau đó còn có ký được khen thưởng, liền phi thường có lời. Đương nhiên mị lực của bản thân độ biên triệt, danh tiếng thứ ba, diễn xuất xuất sắc, những thứ này cũng là phí tổn, bất quá thiên về vô hình, sẽ không tính toán. Điểm tích lũy trò chơi đổi lấy tiền là một điểm tích lũy 100 tệ, năm ngàn chính là 50 vạn tệ. Làm công là không có khả năng làm công, đời này không có khả năng làm công làm ăn cũng không biết làm tuổi lại nhỏ chỉ có không ngừng tìm bạn gái kiếm điểm tích lũy mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống trong đầu độ biên triệt lập tức nảy ra những lời này đùa thôi tất nhiên rồi quân tử ái tài thủ chi hữu đạo hắn làm như vậy cùng ngọc tảo hảo mỹ có cái gì khác nhau hắn không có nhìn không nổi ngọc tảo thật đẹp mỗi người có mỗi người phương thức sinh tồn thanh giả lẫm chán đời chủ nghĩa tạm thời xưng hô như vậy tốt lắm ngọc tảo thật đẹp thân thể tiền tài giao dịch chỉ cần không ngại hắn hắn không có bất kỳ ý kiến gì cũng không có tư cách đi chỉ rõ nhưng chính anh ta phải đi trên con đường đúng đắn hắn chính là hy vọng của thôn là ăn gạo cha mẹ đổ mồ hôi tưới ra mà lớn lên hơn nữa cho tới nay đã vì học tập mà nỗ lực tương đối trình độ làm sao có thể bị một trò chơi ăn mòn chứ nhưng cứ như vậy buông tha trò chơi đó chính là cổ hủ là kẻ ngốc càng thêm phụ lòng ân dưỡng dục của cha mẹ. Giao dịch với Ngọc Tảo thật đẹp, thực chất là dùng tiền bạc đổi điểm tích lũy. Hai người không có cách nói lừa gạt tình cảm, lại càng không có tiếp xúc thân thể. Chờ ký đến hết một tháng, sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với nhau. Mục tiêu công lược đều tìm Ngọc Tảo thật đẹp. Sau khi hạ quyết tâm như vậy, Hoa Tàn Bê triệt bỏ ra một nghìn điểm tích lũy, mua một cái, máy giò, còn lại bốn ngàn tồn tại xe điện mang theo một luồng gió mạnh mẽ chạy vào sân ga, thổi loạn tóc qua tan bê triệt. Hắn trà trộn vào đám đông, đi vào thùng xe. Đây chính là Tokyo, phố ca kỷ một phen, tiệm tối ở Akihaba vân vân, có rất nhiều người như tảo ngọc thật đẹp. Tuần lễ vàng thi xong, đi xung quanh tân túc thử vận may đi, thân thể độ biên triệt lắc lư theo xe điện, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hết chương này. Chương 9 Chính thiếu nữ không gì phá nổi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Mười quyết định đời này hảo hảo làm một cái Tokyo soái ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.